Dụ tin Bình Nhưỡng gửi quân tới hỗ trợ Nga. Israel kích hoạt nghị định thư Hannibal đối phó với Hamas. Tổng thống Ukraine hồi thúc Mỹ viện trợ trước cuộc bầu cử tháng 11. Lý do ông Trump im lặng sau phiên tranh luận với Tổng thống Biden. Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả. Đến với bản tin quốc tế của báo Thanh Hóa, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, chuyến thăm của phái đoàn huấn luyện viên quân sự Triều Tiên tới Nga đánh dấu cuộc trao đổi quân sự đầu tiên giữa Moscow và Bình Nhưỡng kể từ khi hai nước ký kết một hiệp ước quân sự sâu rộng vào tháng trước. Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cũng đưa tin một phái đoàn huấn luyện quân sự ưu tú của Triều Tiên đã lên đường tới thăm Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6. Hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên đã hội đàm trước khi ký hợp ước, cam kết cung cấp viện trợ quân sự cho nhau nếu một trong hai bên bị tấn công. Tổng thống Hàn Quốc Jun suk Yeol mô tả sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa rõ ràng và thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và ở châu Âu còn kênh truyền hình Chosun TV của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết Bình Nhưỡng có kế hoạch cử lực lượng xây dựng và kỹ thuật đến vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát vào cuối tháng này để thực hiện nỗ lực tái thiết và đây là một phần của hiệp ước đồng ý hỗ trợ quân sự cho nhau nếu bên kia bị tấn công giữa Nga và Triều Tiên. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, phái đoàn quân sự Triều Tiên do Kim Ki Ung-chon, hiệu trưởng trường đại học quân sự Kim Min-sung làm trưởng đoàn nhưng không cung cấp thêm thông tin nào về chuyến thăm hãng thông tấn trung ương triều tiên cũng không cung cấp các thông tin chi tiết khác chẳng hạn như mục đích của chuyến thăm và nơi họ đến thăm ở nga đại học quân sự kim nhật thành là nơi đào tạo các sĩ quan quân sự ưu tú của triều tiên ông kim jong un cũng đã theo học đại học này sau khi hoàn thành việc học tập tại thụy sĩ và trước khi trở thành nhà lãnh đạo thứ ba của triều tiên thiếu tướng Brad Ryder, thư kỳ báo chí lầu năm góc cho biết khả năng triều tiên gửi lực lượng quân sự đến nga là điều chắc chắn phải để mắt tới các chuyên gia nói với business insider rằng nếu điều đó xảy ra lợi thế chính mà nga có được sẽ là số lượng binh sĩ khổng lồ của triều tiên chứ không phải năng lực chiến đấu của họ các chuyên gia nhận định ông john hadai phó giám đốc chương trình nga tại quỹ bảo vệ nền dân chủ fdd có trụ sở tại washington cho biết ngay cả khi các báo cáo là đúng ông vẫn nghi ngờ việc triển khai quân đội triều tiên sẽ có tác động đáng kể trên chiến trường ukraina Trước đó, thông tin về việc Triều Tiên có thể điều 4 lữ đoàn công binh với 20.000 binh sĩ sang Ukraina đã thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí quốc tế. Ông Alexey Kuz, chuyên gia người Ukraina cho rằng, Nga đang trong tình trạng bế tắc giao tranh do không thể vượt qua hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraina. Nhưng họ có thể được giúp đỡ bởi các binh sĩ Triều Tiên, những người sẽ sớm đến khu vực xung đột. Các đơn vị công binh Triều Tiên rất giỏi đào, xây công sự và đặt đường hầm dưới lòng đất cho nên họ có thể giúp quân đội Nga vượt qua hàng phòng ngự của Ukraina. Chiến thuật như vậy không phải là điều gì đó xa lạ đối với Moscow khi các cuộc đột kích gần Adipka và Torres được thực hiện chính xác như vậy. Nhà phân tích thậm chí nói rằng chiến lược tác chiến hầm ngầm đã được hai nhà lãnh đạo Putin và Kim Jong Un thảo luận trong chuyến thăm gần đây của tổng thống Nga tới Triều Tiên. Mối quan hệ quân sự ngày càng phát triển và khăng khít giữa hai nước đã khiến các quan chức ở Seoul và Washington lo lắng. Hàn Quốc và Mỹ đã đưa ra bằng chứng về việc Triều Tiên vận chuyển vũ khí tới Nga trong xung đột với Ukraine và tin rằng Bình Nhưỡng có thể đang nhận được sự hỗ trợ từ Moscow. Trước những cáo buộc này, cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận mọi giao dịch vũ khí. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây kêu gọi giới chức Mỹ đừng chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 mới hành động quyết liệt để hỗ trợ Kiev. Cụ thể, ông Zelensky nhấn mạnh Mọi người đang chờ đợi tháng 11, người Mỹ đang chờ đợi tháng 11, ở châu Âu, Trung Đông, Thái Bình Dương, cả thế giới đang hướng tới tháng 11 và thực sự mà nói, tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đang chờ đợi tháng 11. Đã đến lúc phải bước ra khỏi bóng tối, đưa ra những quyết định mạnh mẽ để hành động chứ không phải chờ đợi đến tháng 11 hay bất kỳ tháng nào khác. Ông nói thêm rằng tổng thống Mỹ phải kiên quyết bảo vệ nền dân chủ, không khoan nhượng với tổng thống Vladimir Putin. Phát biểu sau đó tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổng thống mỹ joe biden cam kết sẽ bảo vệ ukraine trước những hành động của nga đồng thời nhấn mạnh kiev có thể và sẽ ngăn chặn moscow ông biden tuyên bố nato đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh nato lần này sẽ là các cam kết mới về viện trợ quân sự và nhân đạo cho ukraine ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết hội nghị cũng sẽ củng cố con đường trở thành thành viên nato của ukraine trong bối cảnh đó, ông Zelensky, người có cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ Biden vào ngày 11 tháng 7, ông viết trên mạng xã hội, chúng tôi đang đấu tranh để tăng cường an ninh cho Ukraine, điều đó phụ thuộc vào vũ khí, tài chính, sự hỗ trợ chính trị. Vài giờ trước bài phát biểu của ông Zelensky, Tổng thống Biden đã tuyên bố Mỹ và các thành viên NATO khác sẽ gửi hàng chục hệ thống phòng không tới Ukraine trong những tháng tới, bao gồm ít nhất 4 hệ thống Patriot để ngăn chặn những thành quả của Nga trong xung đột nhà lãnh đạo mỹ đánh giá các hệ thống phòng không sẽ giúp bảo vệ các thành phố dân thường và binh sĩ của ukraine ông biden cho biết trong những tháng tới mỹ và các đồng minh nato cũng sẽ gửi cho ukraine thêm hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật hãng tin reuters nhận định ông biden có bài phát biểu mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh nato lần này ông đã cam kết sẽ bảo vệ ukraine trước cuộc tấn công của nga tổng thống biden nói tổng thống nga putin không muốn gì hơn ngoài sự khuất phục hoàn toàn của ukraine và xóa sổ ukraine khỏi bản đồ nhưng Ukraine có thể và sẽ ngăn chặn được ông Putin. Sáng mùng 10 tháng 7, hãng thông tấn Kyodo đưa tin, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và bốn đối tác khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ khởi động bốn dự án phòng thủ có liên quan đến Ukraine, trí tuệ nhân tạo, AI, thông tin sai lệch và an ninh mạng. Bốn đối tác nói trên gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Trong hai năm qua, các nước này đều được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO. Phát biểu tại một sự kiện ở Washington, Mỹ, trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh xuyên đại Tây Dương, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Mỹ, châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chưa bao giờ lại quan trọng và mang tính hội nhập như hiện tại. Quan chức này cho biết, những gì xảy ra ở châu Âu tác động đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những gì xảy ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tác động đến châu Âu. Chúng tôi thấy điều này mỗi ngày. Viện dẫn những thách thức an ninh như quan hệ Triều Tiên, Nga, trong bối cảnh xung đột Ukraine. Không đi sâu vào chi tiết về bốn sáng kiến, ông Jack Sullivan tiết lộ mỗi sáng kiến sẽ khác nhau khi chia sẻ cùng một mục tiêu chính là khai thác những thế mạnh độc đáo của các nền dân chủ có khả năng cao để giải quyết những thách thức toàn cầu chung. Được biết, Mỹ đã thiết lập các cơ chế kết nối đa phương dày đặc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Liên minh chia sẻ thông tin tình báo ngũ nhãn, bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand cơ chế đối thoại an ninh bốn bên Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Bộ Tứ, cùng Hiệp ước Đối tác An ninh Tăng cường ba bên Australia, Anh, Mỹ, AUKUS. An ninh luôn là trọng tâm trong các cuộc thảo luận về vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phiên bản năm 2022 của Mỹ coi khu vực này là vùng chiến sự ưu tiên. Quân đội Mỹ đã đẩy nhanh thực hiện sáng kiến gian đe Thái Bình Dương, ra sức thúc đẩy quan hệ đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về nhận thức lĩnh vực hàng hải, IPMDA Mỹ nhấn mạnh chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nhằm duy trì trật tự khu vực và các chuẩn mực quốc tế tự do, rộng mở và thịnh vượng, thúc đẩy lợi ích chung rộng lớn của các nước trong khu vực. Để phối hợp với sự thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ, NATO thường xuyên tăng cường tiến trình can dự vào các vấn đề khu vực. Tuy nhiên, chiến lược NATO hóa Ấn Độ Dương Thái Bình Dương do Mỹ giữ vai trò chủ đạo không được thúc đẩy một cách thuận lợi đã có những tiếng nói nghi ngờ và phản đối trong cộng đồng quốc tế và nội bộ NATO. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế cảnh giác với mối nguy hiểm từ việc hình thành trận tuyến và cuộc chiến tranh lạnh mới do Mỹ và các quốc gia phương Tây cổ suý, cho rằng đối đầu theo phe và đối đầu ý thức hệ trên phạm vi thế giới là việc làm điển hình để khôi phục mô hình chiến tranh lạnh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, NATO coi chiến thắng của Nga ở Ukraine là cái giá phải trả và rủi ro lớn nhất bởi kết quả của cuộc xung đột này sẽ định hình an ninh toàn cầu trong nhiều thập kỷ ông stoltenberg cho hay tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh nato cái giá phải trả và rủi ro lớn nhất sẽ là việc nga giành chiến thắng ở ukraine chúng ta không thể để điều đó xảy ra theo quan điểm của ông kết quả của cuộc xung đột này sẽ định hình an ninh toàn cầu trong nhiều thập kỷ ông kêu gọi các nước thành viên trong liên minh hỗ trợ ukraine mạnh mẽ hơn song không đề cập đến triển vọng kiev trở thành thành viên chính thức Tổng thư ký NATO cũng cho rằng, cuộc xung đột ở Ukraine đã phơi bày những vấn đề lớn về khả năng sẵn sàng tác chiến cũng như khả năng tương tác của các lực lượng NATO, điều mà liên minh này cần nhanh chóng khắc phục. Ông Stoltenberg nói, thực tế cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy không chỉ các kho vũ khí đang quá nhỏ và khả năng sản xuất quá ít, mà còn cho thấy những khoảng trống nghiêm trọng trong khả năng tương tác của chúng ta. Theo ông, minh chứng rõ nhất là lữ đoàn Đức và Hà Lan. Ý tưởng được đưa ra là lữ đoàn này sẽ hoạt động cùng nhau nhưng thực tế là đạn pháo tiêu chuẩn cỡ nòng 155mm mà Hà Lan sở hữu không thể được sử dụng trong các lựu pháo của Đức và ngược lại. Đó là sự đối lập với khả năng tương tác. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington và các đồng minh sẽ chuyển giao thêm 5 hệ thống phòng không chiến lược cho Ukraine. Ngoài ra, trong những tháng tới, Mỹ và đối tác sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật. Trong nhiều tháng, Kiev đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không, bởi số lượng được cung cấp cho đến nay gần như không đủ để ngăn chặn hiệu quả các cuộc không kích của Nga. Hồi tháng 4, nhà lãnh đạo Zelensky đã nói với NATO rằng Ukraine cần thêm ít nhất 7 khẩu đội Patriot hoặc vũ khí tương tự. Gần đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nói với giới lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng ở Washington rằng NATO sẽ cam kết tạo điều kiện cho các nhà sản xuất vũ khí trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ sản xuất nhiều hơn. Ông tiết lộ, NATO đã đặt đơn hàng mua các tên lửa phòng không Hawk Stinger trị giá 700 triệu đô la Mỹ trên danh nghĩa một số thành viên. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết, NATO sẽ công bố bộ chỉ huy quân sự mới ở Đức để huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine, đồng thời bổ nhiệm một đại diện cấp cao tại Kiev. Về phần mình, Nga cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn tới gia tăng căng thẳng hơn và không thể ngăn chặn quân đội Nga tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine. Một blogger quân sự người Nga từng huấn luyện đơn vị xung kích tấn công viết trên kênh Telegram của mình rằng việc sử dụng máy bay không người lái UAV là yếu tố hàng đầu giúp Ukraine đẩy lùi các hoạt động tấn công của Nga trong suốt nhiều tháng. Theo blogger này, Ukraine có lợi thế không chỉ về số lượng UAV mà cả số lượng người lái UAV cũng như có cơ cấu tổ chức các đơn vị UAV tiên tiến hơn nhiều so với Nga. Ngoài ra, nhờ có số lượng lớn UAV và người điều khiển, Ukraine có thể thực hiện các bước chiến thuật hiệu quả như cho UAV tấn công xoay vòng để đảm bảo hỏa lực hủy diệt liên tục điều động UAV cho các nhóm xung kích để triển khai đến gần vị trí Nga, cũng như xác định tần số hoạt động của các thiết bị chiến tranh điện tử Nga. Bài đăng cũng thừa nhận trang thiết bị của Nga tổn thất nặng nề hơn đối phương và cho rằng nguyên nhân là vì thiếu tổ chức bảo vệ toàn diện phù hợp trước UAV Ukraine. Trước tình hình trên, các lực lượng Nga hiện đang sử dụng một chiến thuật mới trên chiến trường, đó là triển khai máy bay không người lái trinh sát, tắt tính năng dẫn đường. Phát biểu với báo chí, Đại tá Yuri Inat thuộc lực lượng không quân Ukraine cho biết, đối phương đang sử dụng một chiến thuật mới là phóng các máy bay không người lái bị tắt tính năng dẫn đường, không có tín hiệu GPS. Tín hiệu chỉ được bật khi đối phương phát hiện mục tiêu và tấn công. Vì vậy, chúng tôi phải đối phó trước tình huống này. Ông Yuri Inat nhấn mạnh rằng, lực lượng phòng thủ Ukraine phải thực hiện các biện pháp hiệu quả để chống lại máy bay không người lái của Nga. Theo quan chức này, mỗi ngày có tới 50 UAV bay qua các mặt trận xảy ra xung đột và một số loại máy bay không người lái có thể xâm nhập vào hậu phương của Ukraine. Đại tá Yuri Inat cho biết, những máy bay chẳng hạn như UAV Sahet của Nga có thể bay xa tới tận biên giới phía tây của Ukraine. Đây là vấn đề cần phải giải quyết. Chúng tôi đang sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất để tấn công UAV trinh sát của đối phương và chúng đã hoạt động khá hiệu quả. Những thiết bị như vậy tương đối rẻ so với việc sử dụng tên lửa. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cần tên lửa để gian đe đối phương. Theo ông Inat, các UAV của Nga đang tiến hành trinh sát trên không suốt ngày đêm ở các tỉnh Sumy và Kharkov nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt và đôi khi những máy bay không người lái này còn bay sâu vào lãnh thổ của Ukraine. Sau cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel nổ ra, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã kích hoạt giao thức Hannibal, cho phép quân đội Israel bắn binh sĩ của mình để ngăn họ bị bắt. Điều này đã được ấn phẩm Haaretz đăng tải. Theo tờ báo, IDF hoạt động theo nghị định thư Hannibal tại ba cơ sở quân sự ở biên giới với giải Gaza. Giao thức này áp dụng trong trường hợp đặc biệt khi có nguy cơ binh lính Israel bị bắt làm con tin và cho phép bắn hạ binh sĩ và dân thường của chính mình để ngăn chặn việc đối phương bắt giữ họ. Harris đưa tin rằng, 5 giờ sau khi cuộc tấn công của Hamas bắt đầu, lúc 11 giờ 22 phút sáng, quân đội Israel được lệnh không cho phép các phương tiện quay trở lại Gaza bằng mọi giá, ngay cả khi chúng có thể chở con tin quân sự hoặc dân sự. Quyết định này nhằm ngăn chặn khả năng sử dụng con tin để gây áp lực lên chính phủ Israel. Haaretz không thể xác nhận có hay không và số lượng binh sĩ cùng dân thường Israel bị quân đội tấn công theo chỉ thị Hannibal. Nhưng dữ liệu thu thập được cho thấy nhiều người bị bắt cóc đã chịu nguy cơ hứng đạn từ binh sĩ Israel bắn ngay cả khi họ không phải là mục tiêu. Haaretz cho rằng quân đội đã đưa ra những quyết định dựa trên thông tin hạn chế và chưa xác minh. Một nguồn tin thuộc Bộ Chỉ huy miền Nam Israel nói rằng không có trường hợp nào quân đội biết xe chở người bắt cóc nhưng vẫn tấn công. Nhưng bạn không thể thật sự biết liệu có người nào như thế trên xe hay không nguồn tin nói. Tôi không thể nói có chỉ thị rõ ràng hay không, nhưng mọi người hiểu ý nghĩa của việc không để bất cứ chiếc xe nào quay lại Gaza. Rõ ràng từ các tài liệu bị dò dỉ và lời khai của các sĩ quan IDF, nhiều khả năng quân đội Israel đã sử dụng giao thức này một cách rộng rãi để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas. Theo trang The Independent ngày 8 tháng 7, chỉ thị Hannibal được đặt tên theo nhân vật tiến sĩ ăn thịt người trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng được quân đội Israel lập ra vào thập niên 1980 nhằm ngăn chặn việc bắt cóc các binh sĩ bằng mọi cách cần thiết, ngay cả khi hành động đó gây thiệt hại tính mạng của con tin là dân thường. Chính sách này từng bị cho là gây ra những vụ việc tranh cãi như bắn phá bừa bãi hoặc sử dụng bạo lực quá mức và đã chính thức bị hủy bỏ từ năm 2016. Hôm 9 tháng 7, lực lượng Hezbollah đã công bố một đoạn video dài gần 10 phút ghi lại cảnh quay 17 cơ sở quân sự của Israel ở cao nguyên Golan do máy bay do thám của nhóm vũ trang này thu thập được cùng với việc công bố video, thời gian gần đây Hezbollah đã tăng cường các cuộc tấn công tại cao nguyên Golan, trong đó có cuộc tấn công hôm mùng 7 tháng 7 bằng máy bay không người lái nhằm vào mục tiêu quân sự của Israel ở độ cao cao nhất thuộc cao nguyên Golan. Cũng trong hôm mùng 9 tháng 7, Hezbollah cũng bắn 40 quả đạn pháo vào cao nguyên Golan, khiến hai người thiệt mạng. phía Israel đã xác nhận thông tin này. Cao nguyên Golan là nơi có các cơ sở quân sự quan trọng của Israel phục vụ các hoạt động giám sát, do thám và phòng không. Trước đó, lực lượng Hezbollah công bố một đoạn video dài hơn 9 phút với các cảnh quay sân bay và cảng biển thuộc thành phố Haifa của Israel. Theo Hezbollah, các máy bay không người lái thực hiện hoạt động do thám đã vượt qua hệ thống phòng không của Israel và quay trở lại Liban mà không bị bắn hạ hoặc phát hiện. Một quan chức Hezbollah khẳng định năng lực kỹ thuật và công nghệ của lực lượng này trong việc giám sát và thu thập thông tin cần thiết trong thời chiến đã được chứng minh. Cho biết, việc công bố các video nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng tới đối phương và quân đội của họ. Hezbollah, đồng minh của Hamas, được Iran hậu thuẫn, đã giao tranh gần như hàng ngày với lực lượng Israel kể từ khi Hamas mở cuộc đột kích lãnh thổ Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Các cuộc tấn công cùng những lời đe dọa liên tục gia tăng trong những tuần gần đây giữa Israel và Hezbollah làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa đôi bên. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant nói rằng, ngay cả khi đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu và làm mọi thứ cần thiết để mang lại kết quả mong muốn trong chiến dịch chống lại Hezbollah. Theo giới quan sát, nếu xung đột giữa Hezbollah và Israel thực sự nổ ra, cuộc chiến nhiều khả năng sẽ không chỉ giới hạn ở lãnh thổ Liban. Lực lượng kháng chiến hồi giáo tại Iraq, IRI, đồng minh của Hezbollah, tuyên bố sẵn sàng leo thang chống Israel, trong khi Iran khẳng định sẽ dồn toàn bộ sức mạnh quân sự để hỗ trợ nhóm vũ trang tại Liban nếu lực lượng này bị Israel tấn công tổng lực. trở thành tâm điểm chú ý sau màn tranh luận với đối thủ donald trump tổng thống mỹ joe biden đã có một bài phát biểu đầy mạnh mẽ khai mạc hội nghị thượng đỉnh nato tổ chức ở washington nhằm xóa tan những nghi ngờ ông không còn đủ khả năng cho vị trí lãnh đạo nước mỹ với bài phát biểu lần này ông chủ nhà trắng phải chứng minh rằng tuổi tác chỉ là một con số và màn thể hiện có phần kém thuyết phục trong vòng tranh luận đầu tiên trước cựu tổng thống donald trump chỉ là sự cố bên cạnh đó tại lần xuất hiện trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nato Tổng thống Biden mang trong mình mục tiêu phải chứng minh ông vẫn có thể tập hợp các đồng minh vì mục tiêu lâu dài của Ukraine. Tổng thống Biden kiên định phát biểu tại khán phòng Melon rằng Ukraine có thể và sẽ ngăn chặn được Nga. Nga sẽ không giành chiến thắng mà là Ukraine. Khác hẳn với những lần ngập ngừng trước đây, lời nói của nhà lãnh đạo Mỹ rõ ràng và mạnh mẽ, tỏ ra tràn đầy năng lượng, cam kết với chủ nghĩa xuyên đại Tây Dương mà ông đã theo đuổi trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Biden đã tận dụng cơ hội này để thông báo về việc chuyển giao hệ thống phòng không mới cho Ukraine, một trong những yêu cầu hàng đầu của Kiev đối với hội nghị thượng đỉnh NATO. Mỹ và bốn đồng minh NATO bao gồm Hà Lan, Đức, Italy, Romani trong năm nay sẽ gửi bốn hệ thống phòng không Patriot và một hệ thống SAMP trong những tháng tới, Washington và các đối tác cũng sẽ cung cấp thêm hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật để tăng cường an ninh cho Ukraine và dự kiến đưa ra thông báo tương tự vào cuối năm nay. Trong một tuyên bố chung được đưa ra ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Biden, Tổng thống và các nhà lãnh đạo Hà Lan, Đức, Italy, Romania và Ukraine cho biết, thông điệp của chúng tôi gửi tới Moscow và thế giới rất rõ ràng, sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine là mạnh mẽ và không lay chuyển động thái trên đã kết thúc nhiều tháng ukraine kêu gọi các đồng minh cung cấp các hệ thống phòng không của phương tây trước đó một số quốc gia không muốn chuyển giao các loại vũ khí phòng thủ phức tạp ít nhất là trước khi tìm ra cách thay thế chúng việc tăng cường phòng không là ưu tiên hàng đầu của ukraine trong bối cảnh kho vũ khí vượt trội của nga cho phép nước này tấn công các thành phố và các mục tiêu quân sự quan trọng trong thời điểm hiện tại tổng thống biden sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm với một lịch trình bận rộn Nhà lãnh đạo được cho là sẽ tận dụng những ngày sắp tới để chấn an các đồng minh NATO và các thành viên đảng Dân Chủ trong nước rằng ông sẵn sàng đánh bại ông Trump. Tổng thống Biden cho biết hội nghị thượng đỉnh là một cơ hội tốt để đánh giá khả năng của ông và chỉ ra khả năng lãnh đạo của ông trong việc tập hợp sự hỗ trợ của NATO cho Ukraine là bằng chứng cho thấy ông sẵn sàng để phục vụ nước Mỹ thêm 4 năm nữa. Với nguy cơ ông Trump trở lại nắm quyền rình rập, tổng thống Biden đã nhiều lần nhấn mạnh cam kết với NATO, đồng thời cảnh báo cử tri rằng người tiền nhiệm sẽ từ bỏ liên minh này nếu ông trở lại Nhà Trắng. Về phần mình, không giống như năm 2016, các đồng minh NATO đang tích cực chuẩn bị để ứng phó với sự trở lại của chính quyền Donald Trump, vốn luôn hoài nghi về NATO. Các quan chức NATO đang tăng cường sản xuất vũ khí, tham khảo ý kiến các cố vấn của ông Trump và tổ chức các cuộc họp để chuẩn bị cho sự trở lại của cựu tổng thống. Cùng với đó là cách tiếp cận lấy nước Mỹ là trên hết và bày tỏ thái độ hoài nghi sâu sắc đối với châu Âu. Kể từ khi tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump không ít lần công khai đánh giá thấp tổng thống đương nhiệm Joe Biden rằng ông Biden không có khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên, sau phiên tranh luận đầu tiên giữa hai ông mà ông Biden bị đánh giá đã không thể hiện tốt, khiến người ủng hộ và nhiều thành viên Đảng Dân chủ lo ngại, thậm chí kêu gọi ông Biden bỏ cuộc, ông Trump đã giữ im lặng. Một diễn biến mà giới quan sát cho là bất thường, ông Trump hạn chế bình luận về đối thủ, nhất là tránh nói về vấn đề sức khỏe của ông Biden. Thay vào đó, ông Trump ẩn mình thư giãn và chơi golf ở khu nghỉ dưỡng Bedminster thuộc bang New Jersey. Trả lời phỏng vấn Đài Fox News, ông Trump hạn chế bình luận về màn tranh luận của ông Biden cũng như tránh đề cập đến sức khỏe tâm thần của đối thủ. Ông Trump cho biết, ông nghĩ ông Biden sẽ ở lại cuộc đua và cũng tránh trả lời trực tiếp rằng liệu ông Biden có nên bỏ cuộc hay không. Nhiều nhà quan sát đánh giá đây là sự im lặng bất thường bởi trước nay ông Trump vốn là một ứng cử viên táo bạo, không ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình. Theo tờ The Hill, ông Trump đã có cách tiếp cận thận trọng hơn trong bối cảnh hỗn loạn và bất ổn đang bao trùm tương lai chính trị của Tổng thống Biden. Liên quan việc ông Trump im lặng bất thường, cựu thống đốc New York, ông David Patterson, thành viên đảng Dân Chủ, nói với đài phát thanh địa phương WABC 770 hôm 7 tháng 7 rằng điều này cho thấy ông Trump dường như đang nghĩ tại sao phải nói điều gì đó khi mọi thứ đang diễn ra theo ý tôi và đảng Dân Chủ đang lo lắng. Tuần trước, cựu hạ nghị sĩ Steve Stevens thuộc đảng Cộng Hòa ở bang Ohio cũng là cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện cho rằng chiến lược im lặng của ông Trump chỉ đơn giản là để ông Biden tự bị tổn thương do những ý kiến tiêu cực đang đổ dồn vào ông. Trong diễn biến có liên quan, ông Trump vừa qua cho biết ông mong đợi đối thủ là tổng thống joe biden sẽ tiếp tục cuộc đua vào nhà trắng bất chấp có nhiều tiếng nói trong đảng dân chủ kêu gọi ông biden nhường chỗ lại cho một ứng cử viên trẻ hơn theo ông trump vì cái tôi của mình ông biden sẽ không từ bỏ tranh cử tổng thống mỹ ông trump cho biết thêm rằng vị trí ứng viên tổng thống của đảng dân chủ cũng đã được chốt khi ông biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này hồi đầu năm ông trump trả lời đài fox news rằng ông ấy có nhiều quyền lực ông ấy đã giành đủ số phiếu đại biểu khi có được các phiếu đại biểu, trừ khi ông ấy nói tôi sẽ rút lui, người ta sẽ không thể làm gì để ông ấy bỏ cuộc, ngoài việc áp dụng tu chính án thứ 25. Theo hãng tin Reuters, tu chính án thứ 25 của Mỹ cho phép phó tổng thống và các thành viên nội các tuyên bố tổng thống không thể thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ, đồng thời chuyển giao công việc cho phó tổng thống giữ quyền tổng thống.